Vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng muốn giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Một lô đất đối diện với khu chợ đêm, khu vực kinh doanh sầm uất nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng quý vị khách hàng nhé. Lô này thì thuộc block D1, có diện tích là 5 x 19, và lô này hiện tại anh chủ đất đang bán với một mức giá là 1.800.000.000 anh chị nhé. Nền này là nền rẻ nhất của phân khu chợ đêm đấy anh chị. Khu vực này thì mình được xây dựng tự do anh chị nhé. Mình không cần phải xây theo mẫu của chủ đầu tư giống như các trục đường chính. Và khu chợ đêm này thì mình được xây theo ý của mình. Và nếu anh chị khách hàng nào mua lô đất này thì mình về mình có thể kinh doanh buôn bán được ngay anh chị này. Tại vì chợ đêm buổi tối người ta kinh doanh buôn bán cực kỳ sầm uất luôn đấy anh chị. Do hiện tại thì lượng công nhân ở bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3 cũng rất là nhiều, cũng như là các khu công nghiệp như Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú, rồi khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, công nhân người ta về nhiều đấy anh chị. Là buổi tối người ta tập trung ra khu chợ đêm này là vui chơi và ăn uống là rất là nhiều anh chị nhé. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn đấy, thì em xin gửi tới anh chị một cái video bằng flycam. Thì vị trí lô đất thì ngay vị trí mũi tên em có đánh dấu anh chị ạ. Lô này thì nó gần ngã ba nhưng mà không có ngã ba đâm anh chị nhá. Cho nên là mình kinh doanh buôn bán mình chỉ cần đặt một cái biển hiệu thôi thì rất là nhiều người thấy được. Đấy, khu chợ đêm hiện tại là toàn bộ các kiosk cũng như là các mặt bằng phía bên ngoài thì được các tiểu thương người ta đã thuê, và buổi tối người ta kinh doanh buôn bán người ta kiếm khoảng 2-3 triệu một tối là chuyện rất bình thường anh chị nhé. Cho nên là với giá 1.8 này cũng là một cơ hội cho anh chị có thể đầu tư một lô đất mà ngay khu chợ đêm. Thì hiện tại là các trục đường chính thì xây nhà lên thì cho thuê thôi anh chị, từ 6-8 triệu một căn đối với trục đại lộ Khải Hoàn và Danh Nhân. Còn đối với trục đại lộ Phú Hưng ấy thì cho thuê được khoảng 15 triệu một tháng. Còn khu chợ đêm ấy thì bây giờ ấy là người ta kinh doanh buôn bán thì mỗi tối người ta kiếm 2-3 triệu là rất bình thường. Thì lô này nếu anh chị mua thì mình có thể tận dụng, mình cho thuê mặt bằng được luôn anh chị nhé. Đấy, vị trí này là một vị trí kinh doanh buôn bán ngay anh chị này. Mình mua là mình có thể khai thác thương mại được ngay. Và như trên màn hình anh chị có thể thấy ấy, thì hiện tại lượng nhà dân và xây dựng tại dự án Cát Tường Phú Hưng là khá là nhiều rồi anh chị nhé. Lượng nhà dân bây giờ về xây rất là đều, cộng thêm với là hiện tại ấy là lượng nhà của chủ đầu tư xây mới thêm 40 căn ở khu vực block A ấy. Thì khi mà chủ đầu tư người ta làm thị trường bán nhà vào dịp cuối năm này ấy, thì lúc đó giá bất động sản tại dự án Cát Tường Phú Hưng sẽ tăng lên một khung giá mới. Cộng thêm là cuối năm nay thì cái nhà máy lớn nhất của khu công nghiệp Đồng Xoài 3 bắt đầu đưa vào vận hành rồi anh chị, thì lúc đó lượng công nhân về sẽ khá là nhiều, và những cái khu vực kinh doanh buôn bán như khu chợ đêm này anh chị này thì lúc đó thì cái giá trị của nó tăng lên cực kỳ cao. Lô này thì em Thọ đánh giá là một trong những cái lô mà có tiềm năng sinh lời rất là cao tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Tại vì lô này thứ nhất là nó khai thác được ngay, thứ hai nó đối diện chợ đêm, khu kinh doanh cực kỳ sầm uất, và giá của nó thì giá rẻ anh chị nhé. Giống như bây giờ khu chợ đêm thì người ta giao cũng từ 1.9 tỷ độ lên hết rồi anh chị ạ. Nhưng mà lô này chỉ bán với một mức giá là 1.800.000.000 thôi. Thì giá này ấy, thì nó đang rẻ hơn giá thị trường khoảng 100 triệu đấy anh chị. Cho nên là mình đầu tư là mình lợi về giá. Và tại thời điểm này ấy là thị trường bất động sản đang chững lại. Còn tới qua tuần, qua tháng 9 ấy, thì lúc đó room tín dụng được nới ra đấy anh chị. Thì những cái vị trí này luôn luôn sẽ là những cái vị trí mà được săn đón nhiều nhất đấy anh chị. Và từ vị trí của chúng ta ấy, mà đi ra cái khu công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới cũng có mấy chục mét thôi. Và vì hai vị trí này là hai vị trí mà hầu như ai tới dự án Cát Tường Phú Hưng cũng ghé qua anh chị ạ. Thì đây là một trong những cái lô hàng hiếm và khó tìm tại dự án Cát Tường Phú Hưng ở phân khu chợ đêm. Thì bây giờ tìm khu chợ đêm mà 1.8 tỷ là hầu như là không có anh chị nhá. Cho nên là anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em Thọ qua số hotline là 0983023974. Em sẽ gửi đầy đủ sổ sách giấy tờ qua cho anh chị kiểm tra. Và nếu
mình thấy hợp lý thì mình đầu tư. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã xem video này của em. Nếu anh chị thấy video của em hay và bổ ích thì hãy cho em một like và nhấn nút đăng ký kênh để khi em ra những cái video mới về khu dự án Cát Tường Phú Hưng hay có những cái lô đất đầu tư giá rẻ như lô này thì khi em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.